Thân chào tất cả các bạn, thì video trước mình đã hướng dẫn các bạn về cơ bản về namespace rồi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn thực hành một số cái thêm về namespace để các bạn hiểu rõ hơn ạ. Rồi, các bạn mở cái file hôm trước của mình lên nhá. Đấy, mình có file index, tạo một cái new một cái cycle và gọi phương thức là get diện tích ạ. Thì ở đây có một vấn đề là các bạn để ý là trong PHP ấy, năm tức là từ 5.3 thì nó mới có khái niệm namespace. Thì khi các bạn viết một cái class đó hoặc là khai báo một cái function mới thì các bạn sẽ đưa nó vào trong namespace, nhưng mà trước đấy thì trong nó không có, thì có những cái function của ví dụ như ở trong PHP ấy, thì nó có những cái class là trong core của nó, ví dụ class là date time này ha, thì cách sử dụng là như thế nào hôm nay mình sẽ demo nhá. Rồi các bạn vào cho mình index.php này. Thì như hôm trước mình nói cái file này là ở trong đây này mình không define một cái namespace nào, cho nên là khi mình khởi tạo một class nào đấy thì nó không bị ảnh hưởng bởi cái namespace của cái file này, đúng không ạ? Như file này khi mình khởi tạo một class này, ví dụ class constant ạ, thì nếu mình không yêu nó vào thì mình sẽ bị ảnh hưởng cái namespace của thằng này, bởi vì nó đang nằm trong không gian của cái thằng namespace mask cycle, đúng không ạ? Rồi thì ở đây là global các bạn nhé. Thì global thì mình sẽ có diện date time nhá, thì bằng gì? New một cái date time. Rồi rồi mình hoàn toàn mình không để cái dấu xuyệt đứng trước này bạn nhá, đấy đúng không? Thì mình sẽ tắt tạm cái này ạ để mình demo cái date time nữa. Và ở đây thì mình sẽ echo ra get time mà chọn đến cái phương thức của nó là get time stem nhé. Rồi mình chỉ loan lại. Thế các bạn thấy mình đã lấy được cái time stem của nó. Nhưng nếu cùng với cái này thì mình đưa cái dòng lệnh này, đúng không ạ? Dòng lệnh này vào trong cái class cycle bạn nhé. Ở trong cycle này mình có một cái phương thức nữa là gì? Public function get time stem nhé. Rồi cái phương thức này mình sẽ có cái gì ạ? Có thế này thôi, đúng không? Và ở phía index thì mình chỉ là require file vào rồi mà mình hay mình cũng new này bạn. Mình căn chân D này nhá. Thì mình sẽ gọi đến phương thức này ạ. Các tham số tem nhá. Bỏ tham số đi. Thì mình sẽ comment cái dòng này lại. Ở đây thì mình chỉ là khởi tạo một cái cycle này, đúng không? Và sau đấy là mình chọn đến cái phương thức get time stamp ở trong cái cycle để lấy ra cái thời gian get time stamp đó. Rồi mình thử các bạn nhé. Các bạn đây có thể return, đúng không? Return thì bên đây mới echo ra được, đúng không? Lấy cái giá trị đây mà mình echo ra màn hình. Rồi mình load lại. Đấy, sau khi mình load lại thì các bạn thấy là nó đã có lỗi này, không hiểu tức là ăn ăn error này, class này, mask cycle date time not found, đúng không? Cái lỗi này thì các bạn code PHP mình nghĩ à Laravel mình nghĩ là gặp rất là nhiều. Đây các bạn thấy này, mình sẽ phân tích tại sao ra cái lỗi đấy. Đây khi các bạn new một cái date time này, đúng không? Như hôm trước mình nói cái date time này là cái class ở trong, tức là nó không phải là, tức là nó là class ở trong core của PHP đấy, nó là global ấy. Và ở đây thì nó không có một cái namespace nào nữa, nhưng mà khi mà các bạn gọi ở trong cái không gian này thì tất cả những cái gì ở trong cái không gian file này này thì nó bị chịu ảnh hưởng của cái namespace này, mask cycle này. Như vậy là khi bạn new date time thì nó hiểu là à, đang gọi cái date time class, đúng không? Ở trong cái namespace là mask cycle đây. Sorry các bạn, đây là yêu nhá. Đây, gọi trong cái mask cycle. Đấy nên nó sẽ ghép mask cycle date time này. Đúng không? Đây nó tìm thấy class not found, đúng không? Thì như hôm trước mình hướng dẫn bạn rồi. Để giải quyết cái việc là các bạn triệu gọi một cái muốn sử dụng một class khác ở trong cái file mà nó đã có định nghĩa namespace rồi, tức là để thoát khỏi cái namespace của thằng này, đúng không? Thì các bạn có hai cách ạ. Rồi các bạn đầu tiên, cách đầu tiên thì các bạn có thể duyệt chỗ trước này, đúng không? Rồi cách đấy các bạn thấy là mình đã in được ra cái chuỗi timestamp này, đúng không? Và cách thứ hai nữa là các bạn phải làm gì? Các bạn hoàn toàn có thể yêu nhá, yêu cái date time mà yêu class này vào thôi ạ.
Đấy, ở trên đây thì mình ưu là cái mask constant, bởi vì là cái thằng constant này nằm trong cái namespace, đúng không? Thì các bạn cứ hiểu rằng là bác ưu thì các bạn phải là namespace xuyệt class. Nhưng ở đây là cái deadTime này là core của Laravel, core của PHP, đúng không? Là cái class core của nó, cho nên là nó không không có cái namespace, nên bạn ưu thẳng cái class nào thôi. Được chưa? Rồi thì mình bỏ cái này đi ạ. Các bạn nói lại nhá. Đấy, các bạn thấy vẫn nhận bình thường không ạ? Đấy thì khi code Laravel đó, thì các bạn phải để ý rằng là cái chức năng đấy bạn cần sử dụng class nào, đúng không? Thì các bạn phải ưu cái class đấy vào. Ưu là gồm gì? Đầy đủ gồm có namespace và xuyệt class các bạn nhé. Là sao bạn mới sử dụng được bình thường này. Còn không thì các bạn nếu muốn sử dụng nhanh thì các bạn có thể xuyệt thế này, nhưng mà nhìn code nó thì sẽ không không được đẹp. Có nhiều bạn trong Laravel các bạn có thể biết, mình thấy các bạn biết thế này này. Đấy, data nhá. Bằng này đúng không? DB hai chấm gì gì đấy đúng không? Thì các bạn không yêu cái đấy, fake cái DB mà các bạn xuyệt cái DB này cái, đúng không? Thì chính là cái vấn đề mình vừa nói đó. Thì các bạn có hai cách. Một là các bạn là dùng cái dấu xuyệt này trước nó, và hai nữa là các bạn thể yêu nó vào. Rồi. Rồi, tiếp tục các bạn nhé. Thì mình sẽ tập trung sau khi mình hướng dẫn các bạn xong thì ở đây mình sẽ đi theo hướng đấy, là khi dẫn hướng dẫn một cái gì đấy thì mình sẽ vào doc của nó đọc. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn tra doc luôn. Bạn search cho mình PHP này, namespace nhá. Rồi, bạn kích vào cái link của nó. Nếu mà bạn nào ấy thì đọc được hết này tốt quá. Thì đây, mình kích vào namespace overview nhá. Mình sẽ đi qua những cái nội dung cơ bản này, bởi vì cái trong đây là nó khá là nhiều. Nó thể nói rằng là namespace là gì này, đúng không? Đây. Đây, nó lấy một cái ví dụ, cho ví dụ rằng là trong bất cứ một cái hệ thống nào, tổ chức directory nào đấy, server nào đấy, tập tin server nào cũng đều group các cái file lại với nhau, đúng không? Và add một cái namespace cho file ở chúng này, đúng không? Như cái ví dụ như file có thể tồn tại trong này, ví dụ cái file là foo.txt này, các bạn nào mà dùng Linux nhiều thì hiểu vấn đề này. File txt có thể tồn tại trong cả gì, home, xuyệt home là xuyệt grep này, đúng không? Và có thể là trong home owner này, nhưng hai copy của cái file foo.txt không thể tồn tại trong xem một cái directory, đúng không? Trong một cái thư mục ấy. Thế nữa, để truy cập cái foo này thì trong ngoài cái này đấy, chúng ta này, để truy cập cái này chúng ta phải prepend đấy. Trước nó tên của file sử dụng cái xuyệt đây đó. Đấy. Thì các bạn đây đây là cái lịch sử nó ra đời của thằng này, thì đấy thì nó sẽ có gì? Nó hướng dẫn rằng là cái dấu gạch ngang này, cái dấu gạch ngang gạch gạch xuyệt xuyệt đứng này này của mình ấy, mà mình dùng để giải quyết cái namespace, cái chỗ deadTime này, đúng không? Đấy, mình dùng này này. Thì nó bắt nguồn từ cái thằng này. Đấy. Thì cái này nó tương giống như cái, tức là cái nguyên tắc này nó kế thừa cái namespace trong cái nguyên tắc của xuyên namespace các bạn nhé. Đây. Đây nó cũng giải thích này đấy. Thì tại sao lại cần namespace đây? Thì nó có giải thích này. Có thể là giữa code các bạn tạo vào các cái thư viện bên thứ ba nó trùng lặp với nhau này. Để alias này, đúng không? Đấy. Rồi, đây nó có demo các bạn nhé. Rồi mình sẽ đi qua một cái phần. Đây các bạn đọc các cái phần này khai báo không có gì. Đi qua một cái phần là gì? Global Space các bạn này. Cái mình nói đấy. Đây nha. Thì các bạn nếu mà không có cái namespace nào define đây, thì cái index này của mình nhá, không có một cái namespace nào define, đúng không? Đấy. Và cái thằng này, cycle này, nó có đi cái namespace đấy, thì nó không thể gọi là global được. Nếu không có một cái namespace nào define, tất cả class và function define là được đặt trong global space, đúng không? Như là nó là trong cái p trước namespace là được hỗ trợ, đúng không? Prefix đây, nó nói này, prefix một cái name với một cái xuyệt đây các bạn, dấu xuyệt mình dùng sẽ xác định rằng cái tên đấy yêu cầu từ cái global space đấy. Thì thực ra cái này là nó cái xuyệt này nó giúp cho mình là yêu cầu cái class đấy nằm ở cái class, nếu mà chỉ có mình class nhá, như deadTime ấy, thì nó cái class đấy global space.
Còn nếu mà có thêm cái namespace thì nó sẽ yêu cầu cái class đấy thuộc về cái đoạn trước namespace bạn nhé. Trong cái này, trong cái bối cảnh của cái namespace này đấy. Đấy, thì trong đây nó nói đáp nó rất rõ là gì? Khi mình dùng cái dấu xuyệt này thì nó xác định rằng cái name này là yêu cầu từ global space. Tức là sau khi mình xuyệt này mình sẽ tìm trong global xem là có thằng nào date time không, đúng không? Thì rõ ràng core BB có thằng date time mà nó sẽ hiểu rằng chứ nó không biết không không nó sẽ loại trừ được trường hợp là sử dụng name space của thằng này, đúng không? Nó bị ngược lên name space thằng kia. Đây nó nói trong cái bối cảnh của name space này, đúng không? Rồi. Đây các bạn thấy này, nó cũng dùng này, name ABC này, function f open này. Thì cái này là function ABC f open này, đúng không? Bởi vì là cái function này tồn tại trong cái namespace này mà. Sau đấy nó có f bằng gạch ngang f open côn một cái global và f open này, thì cái f open này là phương thức của thằng core PP các bạn nhé. Nếu các bạn bỏ cái dấu ngoặc đi, cái gạch gạch trước này này, thì nó sẽ hiểu rằng cái f open này là chính là f open này, đúng không? Bởi vì nó sẽ gọi cái function ở trong cái namespace này mà. Còn khi các bạn xuyệt này thì nó sẽ gọi đến một cái global nha. Ok các bạn. Rồi ở đây tiếp tục này, sử dụng một name global này, các bạn đọc tiếp phần này nhá. Đây ở đây nó cũng sẽ giới thiệu các bạn này. Global constant này này. Namespace ABC này, đấy, thì mấy cái function này là thuộc cái đây. Cũng như vậy cái constant này, cái function này là thuộc cái namespace này đúng không ạ? Nhưng cái string len này là cái của core PHP. Đây mình sẽ demo các bạn xem nha. Mình sẽ có một cái function string len này đi ạ. Demo các bạn xem luôn. Là mình sẽ có trong cái file SQL luôn nhé. Yeah. Và file index thì mình đã require cái file này rồi. Mình sẽ comment này lại. Và sau đấy mình gì? Echo ra thôi. Bạn thấy cái function này đúng không? Mình đưa vào tên của mình nhé, Đức nhé. Đó. Chỗ trình là Đức đó. Và mình sẽ test nha. Đấy, các bạn thấy là nó đưa về số 3. Đức đưa cho ba mình xem lại nha, xem đúng trình lên gì tơ nữa. Khi mình đưa vào cái nếu mình dùng ở trong đây là global các bạn này, thì cái string len này là nó sẽ chạy cái core cái phương thức của trong PHP đúng không ạ? Cho nên là nó về ba đúng rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình echo nha, mình echo ngay ở trong cái class này các bạn này, đúng không? Đấy nha, các bạn để ý nha, mình ở đây mình khác này, mình sẽ echo ngay, mình gọi luôn cái phương thức này đúng không? Và mình echo ngay đây, thì các bạn sẽ thấy xem nó khác gì nhá, nó sẽ ra con số 2 thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy thì cái phương thức này này, khi nó nằm ở trong cái namespace này, thì nó sẽ hiểu rằng là chạy cái string len này ở trong cái namespace MathSQL. MathSQL thì nó tìm đến phương thức này, nó chạy đúng không ạ? Nó chạy thì nó sẽ return string len trừ đi một string len này, khi mình dấu dừng nút xuyệt này, tức là nó sẽ đưa cái phương thức này về global, nó thoát ra khỏi cái namespace này đúng không ạ? Thì nó có dùng cái phương thức của này là chính là phương thức core của PB đúng không ạ? Thì là phương thức global đấy, thì là Đức là 3, 3 trừ 1 là 2. Còn khi mình dùng đây vừa lúc vừa rồi đấy, mình dùng đây thì là hiển nhiên này nó sẽ là ba rồi, bởi vì là mình dùng ở đây là trong cái không gian namespace global nên nó không chịu ảnh hưởng gì của cái namespace nào, nên nó sẽ chạy core luôn các bạn nhé, chạy luôn cái phương thức này, tức là phương thức core của PHP này. Các bạn có thể echo đây ra biết là nó không chạy ở đây luôn, đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy mình bỏ cái phương thức này nhá, vì nó chạy cả phương thức này. Đấy, bây giờ mình echo xem có nếu mà mình số 3 không thì đúng đấy các bạn thấy không? Nó chạy ra mình số 3 thôi và nó không chạy qua cái phương thức này đâu. Rồi video này mình xin kết thúc ở đây.
Và các bạn thấy một cái vấn đề gặp phải là cái đây là mình require này, đúng không? Ở đây là gì? Tiếp tục cái cycle đấy. Require này. Ở đây là mình mới có hai một cái ví dụ đơn giản, đó là tính diện tích của một cái hình tròn thôi mà mình đã phải require hai lần, đúng không? Thì trong một cái dự án mà Laravel bạn thấy đấy thì các bạn import rất nhiều, đúng không? Sử dụng con vec file kết nối database này rồi sau chạy query rất nhiều và các class thế này thế kia thì không lý các bạn lại cứ require này, đúng không? Thì tại sao mà nó không cần require thì video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là về auto loading PR4 nhá. Các bạn sẽ sau khi các bạn xem video đó xong thì bạn sẽ hiểu rằng là thằng Laravel nó load như thế nào. Cảm ơn các bạn.